Chính Kendall cũng không ngờ mẹ mình bà Kris lại xuất hiện bất ngờ thế này. Siêu mẫu Kendall Jenner vừa trở thành khách mời cho talk show đình đám The Ellen Show. Tại đây, chương trình đã chiếu lại phân đoạn mẹ của Kendall bà Kris Jenner bị hù đến nỗi ướt quần, Kendall chỉ biết cười trừ lúc này mà thôi. Gip, bà Kris từng bị dọa đến mức ướt quần. Gip, Kendall thì cũng bị Ellen thả rắn ra hù gip. Cuối cùng là màn mẹ hù con hết hồn này. Bên cạnh đó, host Ellen đã đề nghị Kendall chia sẻ về cuộc sống cũng như tình cảm. Đồng thời chương trình còn cho chiếu hình ảnh của Kendall bên bạn trai là cầu thủ bóng rổ Ben Simmons. Từ trước đến giờ, khán giả chỉ biết mối quan hệ giữa Kendall và Ben qua các bức ảnh chụp vội nên host Ellen đã hỏi thẳng, rõ ràng là bạn đang hẹn hò với anh chàng này phải không? Tôi không biết rõ về cậu ấy nhưng trông cũng có vẻ ngọt ngào đấy, bạn hẹn hò với cậu ấy bao lâu rồi? Kendall thì chỉ đáp lại ngắn gọn, cũng mới đây thôi à, gip. Kendall được hỏi về mối quan hệ tình cảm,